Nếu các bạn có nhu cầu muốn mua nick Liên Quân Mobile giá rẻ, chất lượng và uy tín thì các bạn hãy đến ngay với shop lqmobileshop.com nha. Shop bán nick Liên Quân chất lượng, giá rẻ và uy tín cực kỳ luôn. Đánh giá, chúng tôi nhận thấy cơ chế đột biến của Rat thường xuyên khiến kẻ địch không còn có không gian phản công. Chúng tôi đã tiến hành điều chỉnh một chút đối với cơ chế này, hy vọng có thể cải thiện trải nghiệm trận đấu của người chơi khi đối mặt với Rat. Rat khi sử dụng bất cứ đòn tấn công hoặc kỹ năng trong thời gian tung chiêu đều lập tức khóa mọi kỹ năng khác bao gồm cả phép bổ trợ. Ui dồi ôi, thế này thì bán ngay cái con Rat đi chứ chơi làm cái gì nữa nhở anh em nhở? Được mỗi cái highlight combo tốc biến cho người xem thích mắt thì lại như thế này thì thôi. Nói chung là quá buồn anh em ơi. Không biết đây có phải là sự thật hay không, nhưng mà nói chung là anh em mình vẫn nghe ngóng thông tin nhá, chứ như thế này thì buồn lắm. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. Hello anh em, uầy, thật sự là hôm nay mình vừa đọc được một cái tin mà như kiểu là sét đánh ngang tai luôn anh em ơi. Một cái tin rất là buồn đối với những anh em nào bét rát như mình. Câu chuyện là hôm nay mình lên Facebook, mình lướt lướt một chút, mình thấy có một cái ảnh. Cái ảnh của một cái bạn nào đó đăng ở trên một cái nhóm Liên Quân bảo là sang mùa tiếp theo thì Rat của chúng ta sẽ không thể nào sử dụng combo tốc biến được nữa. Đó chính là khi mà các bạn sử dụng kỹ năng thì sẽ ngay lập tức khóa những cái chiêu khác, như kiểu là tốc biến này, rồi hồi máu này, rồi biến về, rồi các chiêu khác đều bị khóa hết. Nói chung là cái combo tốc biến thì sẽ không sử dụng được nữa. Uầy, thật sự thì đây là một cái tin nó rất là buồn luôn anh em ơi. Bởi vì anh em cũng biết rồi, Rat nó có mỗi cái combo là chiêu cuối tốc biến hoặc là chiêu hai tốc biến tạo đột biến mà. Mà như thế này thì nó có mạng anh em ơi. Ui ngon quá. Đánh thường chiêu 2 đấy là cái combo cực hay của Rat nha. Đang nói dở anh em ơi, đang nói dở về cái câu chuyện mà Rat của chúng ta sẽ không thể nào mà sử dụng combo tốc biến được nữa, thì thật sự đây là một cái điều mất mát rất là lớn đối với vị tướng này anh em ơi. Bởi vì là cái vị tướng này mình thấy là nó có mỗi cái combo là chiêu cuối tốc biến hoặc là chiêu 2 tốc biến, hoặc là kể cả chiêu 1 cũng tốc biến được anh em ơi. Ba chiêu của vị tướng này đều có thể tạo đột biến với cái tốc biến nhá. Mà bây giờ lại khóa ngay cái tốc biến thì nói chung là bán ngay anh em ơi, bán ngay con Rat đi, cho con Rat vào tủ thôi chứ chơi được cái gì nữa. Ok, và mình vẫn đang hy vọng đó không phải là sự thật anh em ơi. Chứ nếu đó mà là sự thật thì buồn lắm. Và đó là lý do tại sao mà ở trong cái clip ngày hôm nay mình cầm Rat đi rừng để nói chung là làm quen với việc không có tốc biến anh em ơi. Làm quen với việc không có tốc biến đi thì mình sẽ chơi như thế nào. Thật sự để mà nói thì mình thấy là Rat đi rừng cũng rất là ok đấy, chứ không phải là yếu đâu anh em ơi. Những bạn nào mà chơi Rat nhiều rồi ấy, với cả quen tay vị tướng này rồi thì có thể là đi rừng rất là ok. Ok, thanh niên Tulen có vẻ chạy khá là xa rồi. Mình sẽ giết thanh niên Airi vậy. Ok, chơi này, đứng ở trong bụi à. Bạn đứng ở trong bụi với ai? Bạn chạy đi đâu? Bạn chạy đi đâu? Chiêu cuối tê tái vào đầu có mạng luôn này. Cái con Rat này khi mà các bạn đi rừng thì các bạn phải cố gắng là tạo lợi thế cho team nhá. Tạo lợi thế càng nhiều càng tốt, bởi vì là Rat khi mà đi rừng thì nó sẽ mạnh ở thời điểm là đầu game với cả giữa game, cuối game thì khá là phế nhá. Ok, thì nói chung là cái phong cách mà chơi Rat đi rừng thì cũng lâu lắm rồi mình không chơi anh em ơi. Và những anh em nào mà theo dõi mình từ ngày xưa ấy thì anh em cũng biết rồi, mình chơi Rat đi rừng cực kỳ nhiều luôn. Và cũng có thể nói là mình là một trong những người đi đầu về phong cách chơi Rat đi rừng đấy. Nói không phải mê tín nha anh em ơi, nói cái này không phải mê tín nhá. Chứ ngày xưa mình là một trong những người mà chơi Rat đi rừng đầu tiên luôn. Ok, nhưng mà nói chung là đấy cũng chỉ là quá khứ thôi. Còn bây giờ thì mình chơi Rat cầm tốc biến nhiều hơn. Còn bây giờ thì đi rừng thì cũng lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi không chơi cái phong cách này thì không biết là ở trong cái trận đấu này thì mình có chơi được hay không. Và hiện tại thì mình đang đánh danh cao thủ là 103 sao nha anh em ơi. Cao thủ 103 sao mà cầm Rat đi rừng thì nó cũng hơi bị căng thẳng đấy. Và cũng chỉ còn có mấy ngày nữa thôi anh em ơi. Có mấy ngày nữa thôi là reset danh rồi. Và mình thấy là càng về cuối mùa cái ý thức leo danh của anh em càng kém đi. Mình cũng chả hiểu tại sao luôn. Như kiểu là buông thả ấy. Ok, Gindu này, Gindu này. Chạy đi đâu ấy à? Tốc biến đập mặt vào tường anh em ơi, mù mắt người xem luôn. Bắt đầu là có cái cảm giác là đá Rat ok rồi đấy. Ok, ăn dòng luôn này anh em ơi, ăn dòng luôn này. Đang có lợi thế ăn dòng luôn nha. Ok, Tulen này, Tulen này, Tulen này. Tulen ngáo ngơ này, chạy đi đâu bạn ơi, chạy hộ mình với. Mình sẽ bỏ luôn con rồng để có thể giết Tulen nha. Ok, bây giờ quay lại ăn rồng này. Thật sự thì mấy ngày hôm nay mình chơi game mình gặp phá danh nhiều vô cùng luôn anh em ơi. Mình cũng chả hiểu tại sao mà đánh danh cao thủ bây giờ là hơn 100 sao rồi. Vẫn còn cái tình trạng mà tranh lên rồi chửi nhau rồi AFK các kiểu đấy. Thật sự thì không biết tại sao luôn. Chắc là do cuối mùa anh em ơi. Chắc là do cuối mùa, bây giờ anh em thì cũng chả thiết tha gì nữa rồi. Bảo là cuối mùa rồi bây giờ tiếc vài sao làm cái gì. Ok, Gindu này lại có mạng rồi anh em ơi. Lại có mạng rồi, chiêu 1 có mạng luôn này, 5 mạng cho team rồi. Mới có phút thứ 3 thôi đã có 5 mạng cho team như thế này thì nói chung là trận này lại là một trận đấu hủy diệt rồi anh em ơi. Ok, nói gì thì nói chứ cái phong cách mà Rat đi rừng như thế này thì cũng rất là khó đấy. Gặp phải những vị tướng cơ động như kiểu Hayate này, rồi Nakroth này hoặc là Zuka này thì rất là khó bắt luôn. Mình thấy là cái phong cách chơi Rat tốc biến vẫn là ok nhất. Ok, chơi luôn bạn ơi. Chơi luôn này, chơi luôn này. Ui, đá hơi lăng ta lăng ngoang một tí nhưng mà vẫn có mạng. Mình thấy là chơi Rat có cái combo tốc biến nó vẫn gọi là một cái gì đấy nó tuyệt vời hơn anh em ơi. Chiêu 2 tốc biến ngược này, rồi chiêu cuối tốc biến này, rồi chiêu 1 tốc biến này. Nói chung là cái con Rat này ấy, nó mà thiếu cái tốc biến đi thì nói chung là mất hết chất tướng anh em ơi, mất hết chất tướng thật sự luôn.
Và sang mùa sau nếu mà Rat không sử dụng được cái combo tốc biến nữa thì không biết là những cái kênh mà là chuyên làm về biểu tượng Rat này phải sống làm sao đây anh em ơi. Kênh YouTube thì có Top Rat này, kênh TikTok thì có Go Đầu Moi này, không biết phải sống làm sao luôn, bởi vì là những cái kênh đó thì làm về biểu tượng Rat này thì thường xuyên là sử dụng cái combo mà tốc biến mà bây giờ Garena nó lại khóa cái tốc biến của Rat thì nói chung là xóa kênh luôn anh em ơi, xóa kênh luôn chứ còn làm sao được nữa. Ok, và vẫn hy vọng là đây chỉ là một cái tin đồn thôi chứ không phải là sự thật nhé. Và nếu mà trong cái trường hợp mà Rat không sử dụng được tốc biến nữa thì mình vẫn còn cái bộc phá mà anh em ơi. Ngày xưa thì mình thấy là cũng có rất là nhiều anh em cầm Rat chơi bộc phá và cũng rất là ok luôn, hiệu quả rất là cao. Nói chung là cái con Rat này nó chỉ phù hợp với cả là ba phép bổ trợ thôi anh em ơi. Tốc biến là 1 này, bộc phá là 2 này và cái phép bổ trợ thứ 3 là cái đi rừng như mình đang cầm đây. Nói chung là ngày xưa thì mình mới thấy là anh em chơi con Rat này cầm bộc phá thôi. Chứ còn bây giờ thì anh em nào cũng muốn thể hiện highlight mà. Anh em nào cũng muốn sử dụng cái combo mà chưa cuối tốc biến mà. Nên là bây giờ anh em sử dụng tốc biến rất là nhiều luôn. Ok, đánh luôn này anh em ơi, mình đang đến đây, ba con mồi quá ngon luôn, Tu Len là một nha, ui nhưng mà nó chạy nhanh quá anh em ơi, thôi thì chơi tạm Airi vậy, ok, đòi chiêu cuối, bạn đòi chiêu cuối với ai, Airi chiêu cuối xong không kịp chém thưởng luôn kìa, ở đây có Tu Len đã biến về nha, đó, mình đọc gia vị luôn anh em ơi, đòi biến về, bên trên kìa, bên trên lại có Hayate kìa anh em ơi, ô thôi xong rồi, mình không ăn mạng ở đâu, ngại lắm, này thì chạy hộ mình với, ui. Mù mắt người xem anh em ơi. Thôi, biến về thôi anh em ơi. Coi như là anh em không nhìn thấy gì nhá. Coi như là anh em không nhìn thấy cái pha vào xong nhá. Ui, thề luôn, combo không trúng một phát nào luôn kìa. Công nhận là Hayate thì bạn lươn lẹo thật sự luôn. Và một phần chắc là do lâu lắm rồi mình không chơi vị tướng Rat này anh em ơi. Lâu lắm rồi không làm clip về vị tướng Rat này, nên là cái khả năng đấm đá nó hơi bị có vấn đề một tí, anh em thông cảm nhá. Ok, nhưng mà nói chung là không sao cả anh em ơi. Ở trong cái trận đấu này thì mình vẫn đang rất là xanh này. KDA đang là 8-0-1 và tỷ số team mình đang là 14-1 anh em ơi. Một cái tỷ số đúng kiểu là một chiều luôn. Trận này thì có khi là phải end game sớm anh em ơi. Bởi vì là team bạn pick một cái đội hình khá là mạnh. Có Airi này, có Tu Len này, có Hayate này và có cả Emily. Những vị tướng này về cuối game toàn là những vị tướng mạnh nha. Có con Airi trong bụi này, chạy đi đâu? Bạn chạy đi đâu? Có Violet nha, bắn đi bạn ơi. Ok, để nó chạy kìa. Ui, để con Airi nó chạy ngay trước mặt 4 thằng kìa anh em ơi, cay chưa? À mà cũng có rất là nhiều anh em hỏi mình về cái trang bị bằng ngọc phù hiệu của vị tướng Rat này thì mình cũng xin nói luôn. Đó chính là nếu mà anh em muốn tìm hiểu về cái trang bị bằng ngọc phù hiệu của bất cứ một vị tướng nào thì anh em cứ vào cái phần gợi ý nha. Anh em cứ vào cái phần gợi ý là sẽ có hết. Cái phần gợi ý mà của những cái bạn top 1, top 2, top 3 ấy thì sẽ có hết nha. Không thiếu một vị tướng nào cả, nói chung là mình cũng chỉ dùng theo những cái bạn top đó thôi chứ mình không có là sử dụng bằng ngọc riêng đâu. Nên là anh em muốn tìm hiểu về cái trang bị bằng ngọc phù hiệu của vị tướng nào thì anh em cứ vào cái phần gợi ý nha. Sẽ có đầy đủ bằng ngọc trang bị phù hiệu cho anh em sử dụng luôn. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Bây giờ thì team bạn về thủ trụ hết rồi nên là có khi là farm nhiều một tí và ăn mục tiêu lớn thôi anh em ơi. Dừng xí cho Xin Blue. Ok bạn ơi, bạn cứ an thoải mái đi bởi vì là Quyền Vương thì không cần mana mà. Nhưng mà nếu mà gặp phải mấy cái ông phá game thì không cần mana cũng sẽ thành cần mana nhá. Mình gặp rất là nhiều trường hợp rồi, cầm Rat cứ ăn bùa xanh thôi. Bảo là ta có mana đâu, ta ăn để hồi mana. Ui, buồn cười thật sự luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ di chuyển vào rừng team bạn này. Bùa xanh team bạn sắp ra này, mình sẽ chờ cho Airi và ăn bùa xanh nhá. Sau đó thì combo một phát có mạng luôn. Đó anh em thấy chưa, con bùa xanh vừa kịp lúc ra luôn và anh em thấy là Airi bắt đầu di chuyển vào chưa? Cái pha này kiểu gì cũng có mạng này. Đó, đọc gia vị luôn anh em ơi, combo ui. Có cả Hayate ở đây luôn à? Ôi thế thì mình xin. Thế thì mình xin cả hai mạng luôn. Ui cứ tưởng ăn được một mạng anh em ơi. Cứ tưởng ăn được một mạng, ai ngờ là có cả hai mạng. Ngon quá rồi, có khi là bây giờ mình ăn kinh công nhờ. Có khi là bây giờ ăn kinh công end game luôn anh em ơi, chứ bây giờ thì xanh quá. Xanh như thế này mà để tiếp bạn về late game là cũng hơi bị mệt đấy. Ok, Richter thích chơi à? Richter thích chơi thì mình chiều luôn nhá. Ok, chơi luôn Gindu này. Ok, có mạng cho mình luôn. Ôi nhưng mà tôi xong rồi anh em ơi, Băng xương cứu mình với bạn ơi, cứu mình với. Mình vẫn chạy được. Ui. Cái con Emily nó trâu quá. Con Emily nó bật cái chiêu cuối lên nó khỏe thật sự luôn. Cái pha đấy tí nữa là mình chạy được rồi.
Biết vậy về ăn kinh công cho lành anh em ơi. Tự nhiên ra đánh ở Gindu chả được cái tác dụng gì, mất ngay cái mạng chấm dứt chở cay thế nhở. Ok, cái pha này mình ra xong là ăn kinh công luôn nhá, end game luôn nhá anh em ơi. Để late game là tí bạn mạnh lắm đấy. Ok, ăn kinh công đi anh em ơi, ăn kinh công đi. Ăn kinh công lại ăn game luôn này. À mà cái con này là cái con tà thần đấy nhỉ anh em nhỉ. Cái con này là cái con tà thần, mình cứ quen gọi là con kinh công cơ. Ok, có tà thần rồi. Bây giờ thì đẩy thẳng endgame thôi anh em ơi. Bây giờ thì đẩy thẳng endgame thôi, tầm này là team mình mạnh lắm rồi. Chứ mà để đến cái tầm mà phút thứ 15 thì cũng hơi bị căng đấy. Ái nhỉ, Emily à, bạn vừa giết ai lúc nãy? Bạn vừa giết ai lúc nãy? Ok, chơi luôn nhá. Cái tầm này là phải trả thù anh em ơi. Cái tầm này là phải trả thù nhá. Ô nhưng mà thanh niên này có vẻ là chạy khá là nhanh đấy. Ơ kìa kìa kìa, bật chưa cuối đòi chơi à? Bật chưa cuối đòi chơi ai? Bạn đòi chơi ai? Bạn đòi chơi ai? Ai đứng trong bụi à? Bạn đứng trong bụi làm cái gì? Đằng nào chả chết, cố làm cái gì nhở? Ok, 12 mạng cho team rồi anh em ơi. Và cuối cùng thì cũng trả được thù phát lúc nãy rồi. End game luôn này. Rồi xong, giết được cái ông Emily xong thì chả hiểu sao team mình nằm ngửa bụng hết này. Buồn cười thật sự luôn. Ok, và tổng quan lại thì nói chung là nếu mà Rat không sử dụng được cái tốc biến nữa thì anh em vẫn còn cái phép bổ trợ là bộc phá với cả tê tái nha, vẫn còn chơi được tốt. Rồi, team bạn bắt đầu chửi nhau rồi anh em ơi. Team bạn bắt đầu chửi nhau rồi, hình như là chửi Ari hay sao ấy. Bởi vì là trận này Ari team bạn fit quá, không ăn được cái gì luôn, không làm được một cái gì luôn cho team bạn luôn kìa. Hello mọi người, mình là Ari đầu đất, biết ngay mà. Biết ngay là chửi bạn Ari mà anh em ơi. Chơi game mà lên danh cao ấy, các bạn cứ feed tầm khoảng là 5-6 mạng thôi là kiểu gì cũng ăn chửi luôn. Không biết là bạn làm được cái gì cho team. Các bạn chỉ cần feed đến tầm khoảng 5-6 mạng thôi là kiểu gì cũng ăn chửi. Rồi, và đến cái tầm này thì Ari thì bạn cũng chả làm được cái gì đâu anh em ơi. Ari thì bạn tầm này không có đồ đâu, chém cũng chả thấm vào đâu cả. Nên là có khi là end game sớm đi. Chứ để con Ari mà nó có cái nanh Feral là cũng hơi bị căng đấy. Nó chém nó vài phát là mình cũng đi rồi. Trận này thì team bạn cả 5 vị tướng đều là late game luôn anh em ơi. Gindu rồi Hayate này, rồi Tulen này, rồi Airi, rồi Emily. 5 vị tướng đều là vị tướng late game nhá. Nên là anh em phải end game sớm trước phút thứ 15 chứ không game này căng lắm. Rồi, đá từ nãy giờ muốn gãy cái chân mà không trúng ai anh em ơi. Nên là có khi là ra lấy mít nhở. Chứ từ nãy giờ mình đá phải chục phát rồi không trúng phát nào cả, sợ thật ý. Đúng là những cái vị tướng mà cần kỹ năng như kiểu là Rat này, Nakrod này hoặc là Florentino là những cái vị tướng mà cần phải chơi nhiều anh em ơi. Chứ mà chơi ít xong quay clip lại thì nói chung là đá nó rất là lăng ta lăng ngoang luôn. Ok ok, Tulen tiếp bạn làm cái gì nhở? Tulen tiếp bạn làm cái gì nhở? Cái này phải gọi là tuổi trẻ chứ chả sự đời rồi anh em ơi. Tulen tiếp bạn không biết ai mạnh nhất bản đồ rồi. Một con Rat nó gần full đồ như thế này rồi mà vẫn lao vào combo được, sợ thật. Ok, end game luôn anh em ơi. End game luôn, team bạn thì còn có mỗi Emily là hồi sinh thôi. Team mình còn cần 5 người ở đây. Nên là có khi là end game luôn nhở, 13 mạng cho team rồi. Và anh em có thể thấy là nếu mà Rat không có tốc biến thì Rat đi rừng vẫn rất là ok nha. Và anh em xem clip nhưng mà thứ hai thì các bạn hãy nhớ là cho mình xin một like này, một comment này, một đăng ký kênh này. Và một chia sẻ video nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn anh em trong những clip tiếp theo. Xin chào mọi người, bye bye. Show.